đi konnichiwa. Vâng, xin chào các bạn. Rất vui vì lại được gặp lại các bạn trong series video đọc hiểu N4 và N5. Và mình xin tự giới thiệu mình là Nghĩa của Dũng Modi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của bài đọc hiểu số 8 có tiêu đề là Machi no seikatsu inaka no seikatsu. À, tiêu đề này có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Tiêu đề này có nghĩa là Cuộc sống của thành phố và cuộc sống của nông thôn, tức là những vùng quê, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua bài đọc hiểu này một lượt để các bạn chú ý cách phát âm, cũng như là cách lên ngữ điệu của tiếng Nhật. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau dịch qua bài đọc hiểu này các bạn nhé. Hãy, đều ý dịch Hãy. Hãy. ばあ、ちたに,うにえー、山川さん、お元気ですかもう、12月です。寒いですね。町は今、とっても賑やかです。そして、きれいです。仕事は、忙しいですが、 面白いですお正月に私の家へ来ませんか一緒に楽しいお正月のパーティーをしましょう。町田さん、先週はどうもありがとうございました。 町の生活は面白いですね。そして便利です。でもとっても忙しいです。食べ物も高いです。町の生活は大変ですね。田舎の生活はあんまり便利じゃありませんが、 静かです。山はとっても綺麗です。今度は私の家へ来ませんかここの野菜は美味しいですよ。一緒にご飯を食べましょう。1月7日、山川県 Vâng thưa các bạn thì chúng ta vừa cùng nhau đọc qua nội dung của bài đọc hiểu số 8 này Và ngay sau đây à, chúng ta sẽ cùng nhau dịch qua bài đọc hiểu này các bạn nhé Hãy ạ Vâng thưa các bạn à, có thể nói đây là bức thư của hai người gửi cho nhau đúng không ạ Và đầu tiên đó là gì nhỉ? Đầu tiên đó là anh Machida Taro Thường thì tên của người viết người ta sẽ để ở cuối thư đúng không ạ? Và ở đầu này các bạn thấy có tên người đúng không ạ? Đây sẽ là người mà sẽ nhận bức thư này Yamagawa-san o genki desu ka? Tức là sao các bạn nhỉ? Tức là anh Yamagawa có khỏe không? O genki desu ka? Các bạn nhé Cái này là khi người Nhật họ hỏi thăm sức khỏe của người khác Cũng giống như ở trong tiếng Anh chúng ta nói là gì nhỉ? How are you? Đúng không ạ? Và trong tiếng Nhật khi chúng ta gặp người khác chúng ta hỏi thăm sức khỏe thì chúng ta sẽ nói là O genki desu ka? Ô, hiện kỳですか. Mo, 12 thángですね. Vâng, tôi có má, mà à, có đề sự đúng không ạ? Thì trước nó sẽ là danh từ hoặc là tính từ, các bạn nhớ nhá. Và ở đây có mô Mô là gì các bạn nhớ? Mô là đã, thấy chưa ạ? Đã rồi, đã tháng 12 rồi. Sáu mươi, thế ne. Sáu là gì các bạn nhớ? Sáu là tính từ đúng không ạ? Sáu mươi là lạnh đúng không ạ? Lạnh nhỉ. Ở đây các bạn thấy có nê đúng không ạ? Nê tức là gì? Là à, từ để thể hiện cái cảm xúc của của người nói đúng không ạ? Nó có nghĩa là nhỉ và nhé đúng không ạ? Đã tháng 12 rồi, lạnh nhỉ đúng không ạ? Machi wa ima totemo nigiaka mà Machi là gì các bạn nhỉ? Machi là thành phố đúng không ạ? Thành phố thì bây giờ rất là À, náo nhiệt đúng không ạ? cả là náo nhiệt các bạn nhé. Và các bạn chú ý là cả nó là tính từ đuôi na nhưng trong câu thường thì nó bị ẩn đi à, và đặc biệt là khi đi cùng với cả đề sự thì na này không xuất hiện các bạn nhé và nó chỉ xuất hiện na khi nó đi kèm với cả danh từ ở đằng sau. Hãy và tiếp theo, soshite kirei desu. À, soshite là gì các bạn nhỉ? Soshite là và, đúng không ạ? Và Kirei des và đẹp đúng không ạ? Và đến đây chúng ta cùng nhau ôn lại tính từ các bạn nhé Kide này nó là gì nhỉ? Nó là tính từ đuôi na các bạn nhé Chứ không phải là tính từ đuôi y Thông thường thì tính từ đuôi y là gì? Tính từ đuôi y là kết thúc sẽ có chữ y này đúng không ạ? Nhưng mà kide này nó là trường hợp đặc biệt Và cái này nó là tính từ đuôi na các bạn nhé Shigoto wa isogashi desu ga omoshiroi desu ở đây có chủ ngữ đúng không ạ? Chủ ngữ thường đứng trước trợ từ hóa các bạn nhé Thế nên trong câu mà có uh, danh từ và trợ từ hóa thì bao giờ chúng ta cũng dịch từ chủ ngữ trước các bạn nhé Và shigoto wa omoshiroi desu ga Công việc thì thì làm sao? Công việc thì bận Và ở đây các bạn nhìn thấy có ga các bạn nhé Cái này nó đứng ở cuối câu thì mình sẽ đọc là ngà hay là ga Nó có nghĩa là gì nhỉ? Nó có nghĩa là nhưng và để nối hai câu trái nghĩa với nhau Các bạn chú ý nhé ừ. Công việc thì bận nhưng mà thú vị Thú vị. đi. Và, ở sinh nhật, à và trong câu này chúng ta có gì nhỉ? Trước tiên là chúng ta có ma sen cá. Các bạn nhớ lại cấu trúc ngữ pháp về ma sen cá, động từ mát sự, à, bỏ sự và có sen cá ở cuối về ma sen cá có nghĩa là gì các bạn nhở? Có nghĩa là khi chúng ta rủ ai đó làm một cái việc gì đúng không ạ? Và ở đây tác giả rủ anh Yamagawa này Ừ. Oshogatsu là gì nhỉ? Oshogatsu là vào Tết đúng không ạ? Tết dương của Nhật thì sẽ gọi là Oshogatsu. À, anh tới, ừ. anh tới nhà tôi vào kỳ nghỉ Tết không? Ừ. Tết của Nhật các bạn nhá. Ừ. thì ở đây người viết thư đã rủ anh Yamagawa đúng không ạ? Là vào Tết thì tới nhà của anh ấy chơi không? Ai, à, isoni Oshogatsu no party o shimashou vào đây à, chúng ta lại có isoni isoni cộng với cả động từ ở đằng sau động từ này là shimaso Được chưa ừ. isoni là gì các bạn nhỉ isoni là cùng đúng không ạ và khi chúng ta uh, rủ ai đó cùng làm một cái gì đó thì chúng ta sẽ có cấu trúc ở đằng sau đó là động từ cộng với cả sổ đúng không ạ vemaso shimas là động từ gốc của nó và ở đây khi tác giả rủ anh yamagawa là cùng làm sao ạ ừ. cùng nhau cùng nhau tổ chức cái bữa tiệc bữa tiệc gì ạ bữa tiệc tết vui vẻ đúng không ạ ừ. anh có tới nhà tôi vào tết dương lịch không chúng ta hãy cùng nhau tổ chức một bữa tiệc tết dương lịch vui đúng không ạ và ở dưới đây thì có Ký tên của tác giả đúng không ạ Và tác giả ở đây tên là gì nhỉ Người viết thư là Machida Taro Và bức thư này được viết vào ngày Mùng 3 tháng 12 các bạn nhé Đấy Rồi và anh Yamagawa uh, Anh Yamagawa Ken Anh ấy đã viết thư ngược lại cho anh tên là Machida này đúng không ạ Machida san, senshiwa domo Arigato gozaimashita Đây là lời cảm ơn đầu thư đúng không ạ Anh Machida uh, tuần trước thì cảm ơn anh nhé. Và rất nhiều bạn à, thắc mắc ở đây tại sao lại là arigato gozaimasu đúng không ạ? Thì cái này à, nó cũng cùng nghĩa với cả arigato gozaimasu tức là cảm ơn ai đó. Nhưng mà cái này nó mang nghĩa là cảm ơn về một cái hành động gì đó mà nó đã xảy ra, mà đối phương đã làm cho mình. Được chưa? Các bạn cứ hiểu như thế. ok ừ. à, Thực ra thì cũng dùng là Arigato gozaimasu cũng được không vấn đề gì Nhưng mà Arigato gozaimasu Nó thể hiện cái lòng biết ơn về cái hành động Mà người kia đã làm cho mình Machino no seikatsu wa omoshiroi desu ne Là gì các bạn nhỉ? Ừ. Cuộc sống của trên thành phố Của trên thành thị thì Thì vui nhỉ Ở đây lại có ne các bạn nhá Ne là nhỉ đúng không ạ? Soshite bendi desu Và, và tiện lợi Đúng không ạ? Demo, totemo isogashi Ở đây thì chúng ta có demo đúng không ạ? Thường thì cái demo này nó sẽ đứng ở đầu câu các bạn nhé. Nó mang nghĩa là gì nhỉ? Nhưng mà, nhưng mà rất là bận rộn. Ừ. Cuộc sống ở thành thị chúng ta biết đúng không? Nó rất là tiện lợi cái gì cũng có. Thế nhưng mà bù lại thì nó rất là, nó không phải rất là mà nó là bận rộn. Đây. Tabemono mo takai desu. Ở đây, à, chúng ta có trợ từ mố các bạn nhé à, Mố có nghĩa là gì nhỉ? Cũng và thường nó đi sau danh từ các bạn nhé Và đồ ăn thì làm sao? Đồ ăn thì cũng đắt Machino sekatsu wa taihen desu ne Và cuộc sống của thành phố Cuộc sống ở trên thành phố thì vất vả nhỉ Rất là bận thế nên là vất vả rồi là Đồ ăn thì nó cũng đắt đúng không các bạn? Inaka no sekatsu wa Amari benrija arimasen ga shizuka des. Ở đây thì các bạn sẽ gặp lại cái amari, amari là cái gì các bạn nhỉ? Amari là cái gì không lắm đúng không ạ? Và các bạn chú ý cho mình nhé Ở đằng sau nếu mà có amari thì đằng sau nó phải là dạng phủ định. Ừ. Ở đây Bendi nó là tính từ đuôi na được chưa? Và dạng phủ định của tính từ đuôi na nó sẽ là ja arimasen. Còn trong trường hợp mà Amadi này đi với cả động từ thì động từ sẽ phải là về sen. Được chưa ạ? Ừ. Cuộc sống của của vùng quê, cuộc sống của vùng quê thì làm sao ạ? À? Không tiện lợi lắm. Ừ. không tiện lợi lắm. Và ở đây có gà nhưng nhưng cả nhưng yên tĩnh. Đúng không ạ? Đấy. Yama wa totemo kirei desu. Và làm sao ạ? Yama là gì các bạn nhỉ? Yama là núi. Núi thì rất đẹp, đúng không ạ? Kondo no watashi no uchi e kimasen ka Và ở đây anh Yamagawa cũng mời ngược lại anh Machida Mới Kondo uh, là gì các bạn nhỉ? Kondo là lần tới Lần tới thì Tới nhà tôi không Koko no yasai wa oishii desu yo Yasai là gì các bạn nhỉ? Yasai là rau ừ. Rau ở đây đúng không ạ rau của nơi đây hay là rau ở đây thì ngon đấy được chưa đấy hey. yếu này các bạn nhé yếu là có nghĩa là đấy hay là đó được chưa đấy ni gohan o tabemasho và ở đây anh Yamagawa cũng mời anh Machida là làm một cái hành động gì đó và hành động ở đây là gì các bạn nhỉ? Tabemasho, tabemasho nó đi với cả ni tức là cùng Cùng làm sao ạ? Cùng ăn gì các bạn nhỉ? Cùng ăn go hàng tức là cùng ăn cơm Đúng không ạ? Và ở dưới thì tác giả có ký tên và ghi ngay Ichigatsu e nanoka Ichigatsu là tháng 1 và ngày mùng 7 Ngày mùng 7 tháng 1 Và tên của người viết thư là Yamagawa Ken Các bạn chú ý nhé Ở trong tiếng Nhật đấy các bạn ạ Ngày với cả tháng thì nó sẽ à, nói ngược với cả Việt Nam ở Việt Nam thì bao giờ cũng là ngày cho đến tháng nhưng mà ở trong tiếng Nhật thì sẽ là tháng trước và ngày sau các bạn nhé. À, và thì đó là nội dung của bài đọc hiểu số 8 nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì à, các bạn cứ comment ở phía dưới mình sẽ trả lời và giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. cảm ơn các bạn đã theo dõi video đọc hiểu và hẹn gặp lại trong các video sắp tới. lỡ những video hấp dẫn